Có thể thấy những ngày gần đây, tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đã có những tín hiệu tích cực. Số ca mắc ít dần, số ca tử vong cũng giảm đáng kể. Chính vì thế, Bộ Y tế đang có kế hoạch rút bớt bệnh viện dã chiến, chuyển công năng một số bệnh viện. Cụ thể kế hoạch này như thế nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi một phần câu trả lời của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Bệnh viện Quốc tế City hiện đang điều trị cho gần 200 bệnh nhân mắc COVID-19. Tính từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động cho đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 500 bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó có nhiều ca phải đặt máy thở xâm lấn, máy oxy liều cao và đặt ống nội khí quản. Với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và các tình nguyện viên của trung tâm, đã có hơn 200 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, trong đó có nhiều ca bệnh nặng và được cứu sống một cách ngoạn mục. Về nhân lực, trung tâm hiện có hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và các tình nguyện viên luân phiên làm việc. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá rất cao tinh thần quyết chiến quyết thắng của các y bác sĩ, tình nguyện viên tại trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thần tốc xây dựng trung tâm, bố trí đảm bảo nhân lực trong thời gian ngắn để đi vào vận hành, kịp thời cứu chữa hàng trăm bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng nhấn mạnh, chúng ta đã làm tốt thì giờ phải làm tốt hơn nữa để mang lại những hy vọng cho cuộc đời của các bệnh nhân, giúp họ sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, sau ngày 30 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có kế hoạch trong việc đảm bảo an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng chống dịch. Vì vậy, phải tái cơ cấu lại hệ thống các bệnh viện và trung tâm hồi sức COVID-19. Là chắc chắn là các lực lượng phải tái cơ cấu lại cái hệ thống về các bệnh viện hồi sức, các bệnh viện dã chiến. Số chuyện bây giờ cũng đã bắt đầu gắn bệnh rồi, bắt đầu mình phải gom lại với nhau rồi. Thế thì gom như thế nào, bệnh viện nào bỏ đi, bệnh viện nào giữ, cũng phải có kế hoạch. Nhưng mà trên tinh thần là các cái đơn vị hỗ trợ của tuyến trung ương ở ngoài Bắc và miền Trung vào đấy, thì các anh chị cũng sẽ gọi là rút từ từ. Nhưng mà trong quá trình rút đó thì vẫn phải chuyển giao cho các bệnh viện của thành phố. Thì anh thì đang tính là chắc chắn là bệnh viện 115 này, rồi bệnh viện Nhân dân Gia Định này, bệnh viện Đới này, rồi các bệnh viện tầng cao của thành phố, hoặc là Thành Trân Bân thì là sẽ là những cái đơn vị chủ yếu trong cái việc mà công dương và tiếp nhận chuyển giao từ các đơn vị trung ương. Nhưng mình cũng phải khẳng định với nhau một điều, tức là dù có Covid có phát triển kinh tế xã hội như các thứ lại thì cái ngành y mình vẫn là cái gánh nặng nhiều nhất. Nên là kế hoạch y tế thì sẽ làm rất kỹ để làm sao mà chúng ta có một khoảng thời gian gọi là gối đầu. Còn đợi hai bệnh viện mà gọi là cứng, ba bệnh viện cứng của thành phố, bệnh viện Đại học Y Dược, Chợ Rẫy và 175 thì chắc chắn là cũng rất là khó nếu mà chúng ta gọi là chuyển giao cho thành phố. Thế thì cái thời gian mà có lẽ là anh em mình gọi là rời khỏi thì chắc là cũng phải có một thời gian nó dài hơn so với những cái đồng nghiệp ở phía miền Bắc miền Trung. Thế thôi.